Cả thế giới đảo lộn, kinh tế chứng kiến sự sụt giảm chưa từng có, số lượng doanh nghiệp bị phá sản nhiều nhất trong lịch sử và số người mất việc làm cao kỷ lục. Đó là những cụm từ mà người ta miêu tả về sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chiếc phao cứu sinh ở thời điểm này chỉ có thể là vaccine. Vì thế mà nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào quá trình điều chế vaccine. Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc đua ấy. Và đúng như chúng tôi đã thông tin đến quý vị cách đây hơn một tuần, ngày hôm nay, ngày 17 tháng 12, những tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Học viện Quân y là đơn vị được Bộ Y tế chọn để thực hiện thử nghiệm. Như vậy, Việt Nam đã chính thức ghi tên vào danh sách một trong 40 nước thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Sau khi sàng lọc hơn 200 người tình nguyện có đủ điều kiện về sức khỏe, độ tuổi, Hội đồng Y Đức và các chuyên gia đã lựa chọn ra 60 người tiêm thử nghiệm đợt 1. 3 người tình nguyện được tiêm lần này có độ tuổi trên 18 và đã được sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, kiểm tra sức khỏe, đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm. Theo đó, 3 người tiêm đầu tiên được tiêm liều thấp nhất là 25 microgram. Do cái liều an toàn từ liều thấp đến liều cao, tức là đầu tiên là liều 25 microgram, sau đấy 50 microgram và tiếp theo. Những mũi tiêm đầu tiên phải để xem là phải thật an toàn. Vì vậy là chúng tôi tiêm mũi đầu tiên đối với từng người một. Tiêm vào thì nó có thể có các cái phản ứng, cơ thể nó phản ứng. Thì nó có hai cái phần giai đoạn phản ứng. Phản ứng ngay tức thời, tức là ngay sau khi tiêm xong và có thể kéo dài đến trong vòng 30 phút đầu tiên. Trong giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm lâm sàng, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Do đó, Học viện Quân y đã thành lập 10 tổ chuyên môn gồm cấp cứu, an toàn tiêm chủng, dược để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn giám sát hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong quá trình thử nghiệm. Các đối tượng sau khi tiêm sẽ được theo dõi ngay tại trung tâm này với những cái điều kiện tối ưu nhất. Trong đó có những cái điều kiện về trang thiết bị, điều kiện về cấp cứu, điều kiện về con người, tức là các nhân viên, các điều dưỡng cũng như là các cán bộ y tế theo dõi 24/24, thì các đối tượng tình nguyện sẽ được theo dõi ở đây trong vòng 72 tiếng. Sau khi giám sát, theo dõi sức khỏe trong vòng 72 giờ, tình nguyện viên được về nhà và được giám sát bởi cán bộ y tế xã phường. Mũi tiêm thứ hai được tiến hành sau 28 ngày. Việc tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ được tiến hành từ nay cho đến tháng 2 với 60 người chia làm 3 nhóm và theo liều từ thấp đến cao. Ngay sau khi có thông tin tuyển người tình nguyện để thử nghiệm loại vaccine COVID-19 Nanocovax như quý vị đang thấy đây, thì đã có rất nhiều người đăng ký để được tham gia. Qua rất nhiều vòng kiểm tra đánh giá về sức khỏe và sự đồng thuận của gia đình, đã lựa chọn được 60 người tham gia thử nghiệm. Những người tham gia đều cảm thấy yên tâm và tự hào khi là người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Đây là người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam. Sau khi được kiểm tra sức khỏe và được tư vấn các vấn đề liên quan đến những nguy cơ có thể xảy ra, anh vẫn quyết định tham gia tiêm. Anh là đủ điều kiện được tiêm vaccine. Sau khi tiêm thì anh sẽ được theo dõi 72 giờ các cái tác dụng có thể xảy ra. Tôi nghĩ đó cũng là một công việc tốt, vừa để xem thử nghiệm xem loại vaccine này có tốt hay không. Cái thứ hai là đây như một công việc để cống hiến cho tổ quốc của mình. Còn nữ tình nguyện này quyết định tham gia thử nghiệm vì tin tưởng vào vaccine và mong muốn được đóng góp vào việc thúc đẩy quá trình thử nghiệm. Chương trình này rất là ý nghĩa và tôi cũng mong muốn có một phần vào trong việc phòng chống dịch bệnh ạ. 3 tiếng sau khi tiêm, những người tiêm đều không xuất hiện bất cứ một phản ứng bất thường nào và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Hơi đau chút thì kiêng cắn đấy ạ. Sau 3 tiếng tiêm thì bản thân tôi cảm thấy là trong người vẫn rất là bình thường. Chỗ tiêm thì vẫn là bình thường, không có biểu hiện sưng đau. Để bảo vệ quyền lợi người tình nguyện, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này đã có gói bảo hiểm với tổng giá trị quyền lợi là 20 tỷ đồng cho người tình nguyện trong tình huống gặp sự cố sức khỏe xác định do vaccine Nanocovax. Trong đó quyền lợi tối đa cho cá nhân là 100 triệu đồng. Trong cuộc chạy đua vaccine COVID-19 trên thế giới hiện nay, có rất nhiều thông tin về thử nghiệm lâm sàng vaccine. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã giải thích về 3 giai đoạn thử nghiệm. Giai đoạn đầu tiên, đó là chúng ta lần đầu tiên vaccine được thử nghiệm ở trên người. Các giai đoạn sau thì quy mô lớn hơn với mục đích là tiếp tục tích lũy bằng chứng về sự an toàn của vaccine.
Giai đoạn 1 thường được thử nghiệm từ hàng chục đến 100 người để đánh giá tìm ra liều lượng chuẩn, xem vaccine có tạo ra phản ứng miễn dịch như mong muốn hay không, và tập hợp các dữ liệu về sự an toàn của vaccine. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên số người nhiều hơn, kiểm tra chi tiết hơn về đáp ứng miễn dịch và để có cơ sở dữ liệu lớn hơn về sự an toàn của vaccine. Sau hai giai đoạn kết quả tốt, sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, có thể trên hàng nghìn người. Sau đó có sự so sánh tỷ lệ mắc bệnh trên nhóm được tiêm và nhóm không được tiêm vaccine, để biết vaccine đó có giúp phòng ngừa bệnh được hay không. Tôi biết mọi người lo lắng khi nghe tin một cuộc thử nghiệm lâm sàng với vaccine COVID-19. Hoặc bất kỳ thử nghiệm lâm sàng của vaccine nào đó bị tạm dừng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một thực hành chuẩn và hoàn toàn bình thường trong thử nghiệm lâm sàng. Trên nguyên tắc thận trọng, nếu có ai tham gia thử nghiệm lâm sàng mà có biểu hiện triệu chứng hoặc bị ốm, bị mắc một bệnh không lường trước, hoặc có tính chất nghiêm trọng, thì thử nghiệm lâm sàng sẽ phải dừng lại. Đây là việc bình thường trong một quy trình thử nghiệm lâm sàng và cho thấy thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về đánh giá độ an toàn. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an toàn đều được xem xét sớm, nghiêm túc. Vâng, chúng ta đã thấy rồi, để vaccine có thể chính thức được tiêm trên diện rộng thì cần phải trải qua nhiều giai đoạn. Chỉ riêng thử nghiệm trên người thôi thì cũng đã có hẳn 3 giai đoạn rồi. Đó là chưa kể những giai đoạn trước đó như là tiêm ở trên chuột này hay trên khỉ nữa. Những quy trình này được xem là không thể thiếu để một loại vaccine có thể đưa ra thị trường với mục tiêu cao nhất, đó là đảm bảo an toàn cho người sử dụng.